Xin chào cả nhà, hôm nay mình đọc quyển sách Đón nhận niềm vui cuộc sống, những bí quyết giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, nhà xuất bản Phụ Nữ. Chuyên mục Đừng tự biến đời mình thành bi kịch. Cham Pho nói rằng, ngày xấu nhất trong những ngày xấu là ngày mà ta không mỉm cười với một ai đó. Trong một chừng mực nào đó, chúng ta có thể hiểu nôm na bí quyết này là không nên thổi phồng những chuyện nhỏ nhặt. Có nhiều người xem cuộc sống của mình như là một vở bi kịch mà bản thân họ đang nhận lãnh vai chính. Chúng ta thường hay cường điệu sự việc lên quá mức, thậm chí bắt chước sự đau khổ, thương đau như các nhân vật trong phim, đồng thời nuôi ảo tưởng về một kết thúc tốt đẹp sẽ đến với mình. Chúng ta quên một điều rằng giữa thực tế và phim ảnh luôn có một khoảng cách nhất định. Cho dù phim ảnh bắt nguồn từ thực tế và cuộc sống không đến nỗi bi quan như chúng ta vẫn tưởng. Ngoài ra, chúng ta vẫn thường có thói quen thổi phồng sự việc mà không biết rằng chính chúng ta là người phải nhận lãnh hậu quả cho cách hành xử ấy. Khi nhận thức được điều đó, tôi luôn nhắc nhở mình rằng cuộc sống không phải là một bộ phim nhiều tập, và mỗi khi làm việc quá sức hoặc cảm thấy rằng mình đã làm nghiêm trọng hóa sự việc, tôi lại tự nhủ bản thân mình rằng bộ phim nhiều tập trong đời mình lại bắt đầu lòi đáy. Điều này giúp tôi nhận thức rõ sự việc và xua tan sự nghiêm trọng hóa không cần thiết của vấn đề. Tôi lấy lại cảm giác thăng bằng, bình tĩnh và giải quyết sự việc đúng với bản chất của nó. Thông thường sự cảnh giác đơn giản này sẽ giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ và nhận định đúng hơn về sự việc. Dư luận trong xã hội hay những câu chuyện truyền miệng chính là ngòi nổ thổi phồng sự việc lên quá mức, và chính điều này sẽ gây ảnh hưởng rất tệ hại đến cuộc sống của những người trong cuộc. Do đó, khi đối diện với tin đồn, những tin tức không chính thức trên các báo lá cải hay những câu chuyện rỉ tay nhau ngoài đời, tốt nhất là bạn đừng nên để tâm đến và cũng đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Đừng tự biến cuộc sống của mình thành một vở bi kịch với nhiều tình tiết lâm ly bi đát. Mỗi lần khi cảm thấy căng thẳng, bế tắc, bạn hãy thử thực hành bí quyết này xem. Tự nhắc nhở mình rằng cuộc sống không phải là một vở bi kịch ướt át. Ý thức được điều này sẽ giúp bạn nhìn những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống thành những điều dễ chịu, thoải mái và nhẹ nhàng hơn.